chúng ta di chuyển cái bánh nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ bị dừng. Còn trường hợp mà con người thì chúng ta phải biết phối hợp nhịp nhàng thì trước tiên chúng ta mới điều bánh xe nó mới di chuyển được. Em xin mời bốn đội chúng ta từ đầu cuối lên ngay vị trí cái bánh xe của mình rồi em, và chúng ta dỡ cái bánh xe lên. Kéo lên đây Hoàng, kéo lên đây Hoàng. Còn trường hợp mặt đông người thì chúng ta phải biết phối hợp nhịp nhàng thì trước tiên chúng ta mới điều bánh xe nó mới di chuyển được. Em xin mời bốn đội chúng ta từ đầu cuối lên ngay vị trí của bánh xe của mình giùm em, và chúng ta dỡ cái bánh xe lên. Kéo lên đây Hoàng, kéo cái lô lên đây Hoàng. Đúng rồi. Rồi chúng ta dỡ bánh xe lên và chúng ta chui vào trong cái bánh xe giùm em. Gặp mặt lên mặt lên chút giùm em. Lấy cái gạch mặt hay là gạch cái mặt sức khác ngang thì bằng nhau nha. Từ từ, tới đâu anh sẽ chỉ. Xin mời đội này bước giùm em chút, em và xuất phát giùm em, đội của anh Huy nè. Rồi ok, đội này dừng lại ok. Đội này bước lên hai bước giùm em anh Phương. Rồi, anh này lên một bước nữa giùm em, rồi ok.
đấy. Đây nghe bài tổ chức di chuyển cái bánh xe này từ mặt xuất phát này và đến tới cái mặt ngang này kia, nhưng mà phải là người cuối cùng chúng ta hoàn tất, tức là đến cái người sau cùng nó phải bước qua khỏi cái mặt xuất phát đó. Và trong quá trình di chuyển các anh chị phối hợp thế nào em không biết. Thứ nhất là các anh chị không được bước chân ra khỏi cái bánh xe ha. Chúng ta phải đi trong bánh xe nha. Em có tới 3 tổ trọng tài lận, cho nên là tuy là đội nào về trước nhưng mà nhiều lần bước chân ra ngoài em có quyền trừ điểm đội đó nha. Cho nên các chị lưu ý giùm em. Quay mấy cái đội chung luộc thì nó không thấy. Đây, đội tất cả các thành viên hiểu thể lệ cuộc chơi nha. Dạ. Em cho thời gian. Dạ, rồi đây, chúng ta sẽ đến nè. Đó, cái chỗ gốc đang đứng đó là người cuối cùng phải qua cái mặt đó. Dạ, đúng rồi. Người cuối cùng phải qua khỏi vị trí của gốc đang đứng rồi nè. Trò này á, nếu như người cao thì sẽ lợi thế, đông người mà biết phối hợp cũng lợi thế, mà đông người không biết phối hợp nó sẽ trở thành lớn. Ít người mà biết phối hợp chúng ta cũng có thể hoàn thành được cái trò này. Đây, em cho các anh chị hai phút để chúng ta hội ý và phối hợp như thế nào bằng cái giai điệu nào để chúng ta di chuyển nha. Đó, chị Philip, em xin mời nhạc vang lên em hả. Quay bà nhảy rồi nha. Đây bây giờ chạy bên trái của em đó là cá mập là trong trò chơi vừa rồi. Công ơi, công buông hả? Trước ra nhiều công ơi. Bạn không vô chơi. Hả? Nói tới xuống dạ. Cá mập. Rồi, bỏ này. Cá mập. Em chuẩn bị nhạc ra nha. Rồi các chị lưu ý giùm em. Anh không ngắt lưu lại chút xíu giùm em để khán giả cứu lại em. Dừng lại nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Đội quân chúng ta. Anh vừa chết. Quá một cú cạnh.